tiếp nha. Ok, cảm ơn Hồ. Rồi, đồ nghề của Hồ đâu? Đồ nghề của Hồ nè. Rồi, đâu? Ồ, có kèm nè. Rồi có gì nữa? Đồ nè. Ồ, Hồ sửa xe nào? Dạ, của xe này. Rồi. Xe đạp. Rồi, Hồ đang sửa xe đạp nha các bạn. Wow, đó. Rồi, Hồ cầm, Hồ dặn. Wow. Rồi, Hồ sửa chỗ nào nữa? Ồ, lấy búa gõ luôn. À, gõ. Người ta lấy búa, người ta gõ đinh. Còn bà Hồ lấy búa gõ vô bánh xe. Wow. Ồ, xong rồi Hồ lấy cưa, Hồ cưa xe luôn. Hồ cưa xe luôn đó các bạn. À, gọi là sửa xe mà cái này chắc là phá xe quá à. Đâu, cái này là để sửa xe. À, sửa xe đó hả con? Sửa xe đâu ai cầm cưa sửa xe đâu con. Lộn rồi. À, bữa củi đúng rồi. Đâu, cái nào bữa củi? Hồ lấy lên cho các bạn coi coi cái nào bữa củi. Hồ lấy ra đưa cho các bạn coi đàng hoàng. À, đây là cái búa để bữa củi. Đúng rồi. Đây là cái bóng để đóng đinh. Đóng đinh để đóng đinh là bóng xe. Ờ. Cái này dơ không? Rồi. Đổ vô. Rồi, Hồ đóng đi. Nhấn xe nè. À. À, bụi bặm. Đừng có đục vô miệng. Đừng đút vô miệng, đúng rồi. Ờ, đào cái đây dơ đó. Wow. Ồ, cái đầu hồ cưa, cưa. Wow, cưa dữ rồi, các bạn ơi, cưa quá cưa. Wow. Hồ cưa luôn bên kia. Wow. Ồ, thợ sửa xe đó cô hai à. Ồ, Hồ đang sửa xe đấy các bạn. Ồ, các bạn nhìn thấy Hồ sửa xe không? Wow. Cái nó kêu bằng cái gì con? Cái đầu mắt. Không phải, cây mỏ lết á. Cái mỏ lết. Ừ. Để dặn ra. Dặn ra là mắt vô. Đúng rồi, dặn ra để dặn này nè, con dặn này nè. À. Được chưa? Qua, wow, được rồi đó. Ồ. Hồ đang dặn rồi, được rồi. Rồi được rồi, móc vô. Móc vô hả? Ồ, ồ rồi, ồ ồ. À đúng rồi, tết này Hồ tranh thủ sửa xe kiếm thêm tiền thu nhập mà. Qua. Wow. Con dặn từ từ, nó hơi cứng, con phải dặn từ từ thôi, đâu có gì đâu đó, con dặn được rồi đó, đó. À, đúng rồi. Rồi còn cái nào nữa không? Còn thuật dứt thôi là cái gì không? Hồ lấy ra cho các bạn coi đi. Bà Hồ làm sửa xe và bà Hồ dơ lên cho mấy bạn coi. Ừ, rồi. Rồi còn cái gì nữa? Hồ lấy ra cho các bạn coi rồi. Đúng rồi, Hồ để xong. Đồ nghề của Hồ đâu? Đồ nghề ở trong đây nè. Ờ, Hồ lấy ra cho các bạn coi đi. Hồ phải lấy ra cho các bạn coi. Ở trong đây có... Cái đó là cái gì? Lấy ra cho bạn coi cái đó cái gì? Cái cưa. À, cái cưa. Rồi còn gì nữa? Quay quay qua. Gom đồ vô để hút mình còn sửa xe nữa. Rồi. Ờ đúng rồi, Hồ gom đồ vô, gom đồ vô. Mai mình sửa xe. Đúng rồi, mai mình sửa xe nữa. Rồi. Cái kèm phải không con? Cái đó cái gì? Cái kèm. Còn cái này? Cái kèm luôn. Rồi, con nói cho các bạn có đàng hoàng. Đấy là cái gì? Cái kèm. Ừ. Cây cái đó. Cái kèm. À, rồi. Cái kèm. Cái cưa. Rồi, đúng rồi, cái cưa. Ờ, à, cây cưa. Cây búa. Búa. Cây búa. Ừ. Cái đồ dứt áp. Ờ. Cái đồ quay. Cái đồ quay. Còn gì nữa không? Hết rồi. À, còn cái này. Cái này kia cây gì? Cây dứt ốc. Cây dứt ốc hả? Dạ. Phải phải này, cây dứt ốc không các bạn? Dạ phải. Ồ, bạn Hồ là phải rồi. Còn cái này? Cái kèm. Cái kèm hả? Cái mỏ lết. Mỏ lết. Ê, con cái bàn không? Ê, còn cái kèm đây nè. À, còn cái kèm đây nè. Rồi còn cái này? Cái khoan đâu?
có một cây khoan. À có một cây khoan. Wow. Đây rồi. Bộ hộp có một cây khoan. Nhiều rồi. Rồi. Mình dọn cái này trước nữa. Wow. Rồi bên mình sửa xe nữa. À mai mình sửa xe nữa hả? Mở lớp phải đem xe heo. À, con lớp đem xe heo. Đã ghế cho bà nội. Rồi, con đem ghế vô chắc cho bà nội đi. Rồi. Rồi. Rồi xong chưa? Hồ sửa xe em chưa? Rồi, vậy hồ tạm biệt các bạn đi. Hẹn gặp lại các bạn.